chùa Thiền Tông Tân Diệu, không có hòm công đức, không tụng kinh, gõ mõ, cúng tụng, quỳ lạy, cầu xin, dâng sao, giải hạn, không thắp nhang, không làm bùa chú để dụ người khờ, không phải dụng công tu hành. Chùa Thiền Tông không tu, nhưng học và hành để hiểu biết con đường giác ngộ và giải thoát. Nơi cổng chùa Thiền Tông Tân Diệu có treo bảng hiệu rõ ràng: Thiền Tông Việt Nam chuyên dạy giải thoát. Nơi giải thích được tất cả những lời dạy của Đức Phật.